đi chơi. Đi đi đi, thôi đi bộ đi chứ đi, giờ có xe là biết đi bộ nữa, đi bộ. Mẹ đẩy con gần sao cô chú thấy mặt con được. Con tự đạp một là trời, sao giờ này có mặt trăng thấy chưa nha? Mặt trăng đâu chỉ mẹ coi. Đúng rồi, đó, giờ này mà tự nhiên có mặt trăng nè cô chú nè. Chị chỉ lên cho hỏi mẹ con gì á. Ủa? Mới vừa quay mặt trăng sao dưới đây té rồi? Trời ơi, hôm nay nói chung là mát nhưng mà không có tới nỗi. Nè, đi ra ngoài nắng này mới ấm nè. Chứ còn mà ở trong cái bóng râm là nó hơi bị lạnh. Nên là phải mặc cho chay một cái áo khoác. Bởi vì cô chú thấy không, áo khoác người ta thiết kế cho những ngày mà không quá lạnh. Cắt nửa cái tay. Con chim á con. Con chim Bình Khuyên đó. Đó, chim đó. Đi con đi lùa chim hả? Hello. Hôm qua mưa tầm tã một ngày, hôm nay cỏ ướt. Hiện tại bây giờ là cũng khoảng gần 5 giờ chiều rồi, mẹ chay mới có giờ quay video cho chay đó cô chú. Trời, cái này hoa gì vậy ta? Hoa gì mà màu tím vậy ta? Chay, con đi đâu á? Con đi lùa chim hả? Bận, đừng có đi lại đó. Trời ơi, đi đâu xa xa dữ à. Thôi quay về đi. Về đi thôi hỡi em. Đi về. Tẻ. Cho vừa. Nó dí còn nó dí con chim tới bước đường cùng luôn mà. Chim nó cũng rảnh lắm, cũng bay từ chỗ này chỗ kia thì bay đi luôn đi cho đó. Giờ tới bây giờ mới đi. Hả? Con nói sao? Chim đâu rồi? Hả? Chim đâu rồi? Chim. Đâu có chim đâu, dưới này là nước mà. Chim này là nước. Hỏi cô chú thấy chim mặc áo dễ thương không? Con bay bay luôn. Ờ, chim bay bay luôn hả? Ôi, mặc áo màu hồng ấy thương quá đi á. Ra ngoài nắng này mới ấm nè. Nó đòi mang dép con heo đó cô chú. Đi đâu? Té nước cái nước không à? À table hả? Đi lại table ngồi nha. Đi lại table ngồi. Ủa không ngồi hả? Có lại table ngồi không? Rồi lại table ngồi đi. Bị gì rồi? Table bị gì rồi? Con biết bị gì không? Tại để ở ngoài nắng với lại ngoài tuyết á, nên là table bị giống như là bị thâm nám theo thời gian đó. Giống như cái da mặt của mình mà ngồi ngoài nắng ngoài mưa đồ riết cái mình bị nám đó, bị tàn nhang đồ này kia là table đang bị tàn nhang đó. Bây giờ con xin lỗi table một cái là table màu trắng lại liền. Con xin lỗi table đi. Lớn lên table. Xin lỗi table. Hi, how you doing? Đó, nó xin lỗi. Yeah. Bạn sáng, bà xin chào, bà đây. Ủa, mẹ đi với con hả? Rồi table có hết tàn nhang chưa? Sao xin lỗi rồi mà chưa hết tàn nhang? Đi kiếm lá cây hả? Xe. Xe, đúng rồi, xe là mình phải né vô, đúng rồi. Một đứa trẻ quá ngoan luôn, thấy xe là lủi đi chỗ khác liền. Con có phải đứa trẻ không? Phải không? Phải hả? Hết xe rồi. Hết xe rồi, đúng rồi, xe đi rồi. Bye bye gì? Bye bye nước. Cái gì con? Hi, I'm here, sweetheart. Nó nói, mommy, where are you, mommy? Chay dạo này chưa có quay được cái câu nói này của Chay cho cô chú coi. Mẹ với ba mà làm cái gì là nó nói, mommy, what you doing? Nói vậy á. Hoặc là nó nói,
Hoặc là nó nói Daddy, what are you doing, Daddy? Nó hỏi, ý là nó hỏi mẹ làm cái gì vậy, ba làm cái gì vậy á. Hoặc là hỏi Mommy, where are you? Mà chưa có quay được Chay nói câu đó. Dạ, Chay bây giờ nè, bây giờ Chay hỏi mẹ coi Mommy, what you doing? Lớn lên. Ngọt ơi, nói vậy không biết cô chú có nghe không nữa. Giờ con nói lớn lên coi. Mommy, what you doing? Nói đây, nói. Bây giờ bắt nó nói, nó không nói. Cái nào mà nó tự nhiên á mới vui, mới hay. Không biểu cảm được cái câu hỏi. Hả? Trời ơi, coi kìa. Siêu chưa, tài chưa. Đi đường thường không đi. Đi đường cong. Trời ơi, coi có bản mặt kìa. Happy gì? Tự đi xuống đi, happy vụ gì? Mẹ giúp con vụ gì? Nay xe chạy nhiều ghê chay. Giờ chay đi đâu á? Đi đâu? Đi đâu? Nói không nghe gì á. Hả? Trái tim. It's a heart. Yeah. Con nào? Cái đó là người ta vẽ đó con. Đúng rồi, người ta dạy vẽ ABC, đúng rồi. Màu đó màu gì á? Không phải con rắn bậy, con nói là con kiến. Ờ, con kiến nè, đó, cô chú thấy con kiến không? Sợ không? Sợ con kiến không? Cái hoa màu gì á? Trời ơi, chọc đít lên thử cái hoa coi con được không? Chọc đít thử cái hoa, hoa thơm không? Thơm. Trời, cũng biết thưởng thức quá ha, thấy hoa là hửi rồi được kia, thưởng thức kia. Dạ. You want to go to the park? Yes. Wow. Okay, let's go to the park. JD, come back in. Nói mẹ ơi, con muốn đi công viên. Flower nữa, chổng đít lên hửi đó nè. Đó. Con người gì đâu mà yêu cây cỏ, yêu thiên nhiên quá đi thôi. Nữa, chổng đít lên hửi tiếp. Ừ. Ê, ê, cái này đâu được vô. Chơi, cái này không được vô đây, cái này là chỗ you cannot go in. Đây, chạy đi. Go outside. Không được đi con. Ê, có gai, có gai. Cái đó là hoa hồng đó, có gai. Đây nè, thấy không? Con thấy, đây, 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 mày chỉ nè, lại đây mày chỉ. Lại đây. Cái này nè, là cái gai nhọn nè. Nếu mà con đụng vô là con bị đứt tay nè, nghe chưa? Không được đụng vô nè, nghe chưa? Cái này là hoa hồng đó. Đúng rồi, là bị đau luôn, đúng rồi. God bless you, sweetheart. Này con có, mày con nói, cho cô chú nghe coi, con có thương mẹ không? Yeah. Thương mẹ nhiều không? Yeah. Hôn mẹ miếng đi. Em bé, em bé. Em bé nào? Em bé. Em bé. À, hoa em bé hả? Dạ. Chị đi đâu á? Đi đâu á? Hả? Đi đâu á? Đi này hả? Thôi đi đi con ơi. Đi đây, cái đó là nhà của người ta. Cái này là chỗ để cho ông bà. Ê, cái chỗ này là chỗ cho ông già bà già ở đó. Con muốn đi park hả? Bây giờ park đóng cửa, người ta không có cho mình đi. Chay, chay có cái bông đẹp quá nè chay. Bông này đẹp quá nè, con lại con hửi bông coi.
Đúng rồi. Thôi quanh về đi con, về đi con. Về đi con. Con ơi. Về. Mẹ ngồi ở đây, mẹ ngồi ở hòn đá này mẹ chờ con nha. Về con ơi. Về đi thôi hỡi con. Yêu ơi. Mẹ nơi đây ngóng trông. Bao ngày. Trời, con bắt trước tôi ngồi xuống nữa rồi, đi lên này. Thôi, đi về, đi về, đi về. Về đi thôi hỡi trẻ. Mẹ chờ. Lẹ lên. Rồi, bây giờ hai mẹ con đang trên đường về nè, cô chú ơi. Đường về hôm nay xa quá. Hả? À, Jingle Bell, Jingle Bell đâu quay hả? À, nó nhìn qua cái nhà đó, nó thấy có cái đèn á, nó chỉ, nó nói mẹ ơi, Jingle Bell, Jingle Bell đâu quay. Thấy đèn nhiều là biết là Noel đó, là Jingle Bell, Jingle Bell đâu quay đó. Rồi, dừng lại. Rồi. Rồi, chạy qua, bà cho đi đó, say thánh chiêu. Đó, bà dừng lại cho con đi đó, lẻ lên, dính đi cùng nhìn xe ba nữa. Đó. Chạy đi trong cái đường này nè, chạy đi trong cái đường này nè. Đi con. Hả? Coi chừng sập hố. Sập hố nước. Để mẹ nói con nghe nè, con biết này nè, chạy. Để mẹ nói nè, nghe nè. Con có biết cái này để làm gì không? Không phải, cái này nè, con biết à, con biết rain không, con biết trời mưa không? Yeah, khi mà nước mà trời mưa xuống á, là nước đổ xuống này nè, nên là mình đâu có bị ngập nước đâu. Thấy hay không? Cái cống này nè, để là rain, go away, come again another day. Đó, là mưa là chảy xuống hết trên đây, mình đi đường được sạch sẽ cho mình không có bị ngập nước á. Con thấy hay không? Giỏi, dạ hay. Ừ, cái này hả, cái này không phải nước, cái kia thôi. Nó lại nó thấy cái này nó nói nước nữa. Coi chừng rắn nha. Sợ rắn hả? Đám gì vậy? Xích vô, xe. Đi vô. Tự nhiên cái đứng làm gì vậy? Gì con? Gì? Đi con, đi. Thôi mẹ đi vô. Mẹ đi vô nữa. Mày sao mẹ không đi vô nữa? Con muốn đứng làm chi? Ngoài đây xe không à, không an toàn. It's not safe to be out here, chạy đi. Không an toàn nha con, đi con. Bây giờ càng ngày cô chú sẽ càng thấy cái này nè. Mặc dù chay nói tiếng Việt như vậy đúng không, nhưng mà cô chú sẽ thấy là chay sẽ thích nói tiếng Anh hơn. Cô chú tin chắc một điều không? Mặc dù lên video mọi bạn thấy cũng nói tiếng Anh hết, tất cả mọi thứ cũng nói tiếng Anh hết, nhưng chay sẽ thích nói tiếng Anh hơn tiếng Việt. Cho những cô chú anh chị nào mà nói là chị ơi chị dạy chị tiếng Anh đi đừng nói tiếng Việt, sau này chị sẽ không biết tiếng Việt rồi này kia khác nọ, mà các bạn coi tự động nó, tại vì Ngọc đã thấy được rồi là tự động nó thích nói tiếng Anh hơn, tại vì đây là cái ngôn ngữ chính của nó mà, ba nó là người Mỹ nói chuyện với nó hàng ngày mà, ba nó nói chuyện với nó hàng ngày mà, với lại nó coi tất cả các đài tivi cũng tiếng Mỹ luôn các bạn, chỉ có nói tiếng Việt với Ngọc là nó nói tiếng Việt thôi. Nên là mọi người đừng có sợ là chay không biết nói tiếng Anh. Gì con? Nhưng mà như vậy tiếng Việt như vậy là quá giỏi, quá xuất sắc rồi. Trời ơi, bây giờ bắt nhái gì vậy? Từ từ là càng lớn là nó càng thích nói tiếng Anh hơn là mình mệt á. Nên đừng có lo là nó không có biết nói tiếng Anh.
Cái này là cái hello cây táo. Cây táo là ngày xưa mẹ với chay với bà ngoại đi hái táo nè, bây giờ nó ra bông rồi nè. Nó bông ra lá rồi nè. Hả? Thank you ngoại hả? Trời ơi, lịch sự với sao không? Nhắc tới ngoại cái nó thank you ngoại. Người gì đâu mà lịch sự có thừa thì chứ. Đi đường này, đi đường này, đi đường này. Đường này nè, đường này nè, đường này, đường này. Đường này nè con, mày vui nè con, đằng đây vui nè. Đây, hoa đằng đây vui nè chị. Lại hái hoa nè con. Hái hoa bốc bướm. Hi, how you doing? Good, thank you. Yes. Beautiful day. Yes. Yeah, I live in the back. Yeah? I thought you live down here. Okay. Your name is Ellen. Oh my god, you forgot me. Gì con? Hết du gì tự động đi đi như vậy mới tốt chứ. Con mà tự giữ thăng bằng được mới đúng chứ, mẹ giúp con thì đâu con đâu có còn làm được nữa. Coi chừng rắn nha. Mỗi lần đi vô cỏ là phải nhắc vậy đó. Con chó đó con. Ừ, chó màu đen đang cầm cái giỏ đó. Hai. Cứ thôi vô. Đây á các bạn, đây là những cái căn nhà ở đằng trước nè của Ngọc nè. Và đây nhìn ra chạy ra cái đường chính là đây nè, đó. Còn nhà Ngọc là chạy thẳng vô trong kia, điên vô trong kia thì có cái sông trong kia. Còn ở ngoài đây, ở ngoài đây là cũng có sông nha các bạn. Ở ngoài đây là sông ở bên kia kìa. Đó, nên là nếu mà ai mà nhà ở đây thì cái view cũng rất là đẹp. Nếu mà ở trên lầu thì view rất là đẹp. Nhìn thẳng ra là thấy sông luôn. Nên là cái chỗ cái nhà ngay chỗ này nè là Senior Village, có nghĩa là nơi dành cho những người già ở. Nhưng mà cô chú biết sao không? Cái nhà này nè, nếu mà ai ở trên cao, thiệt là cao á, thì sẽ nhìn ra bên đây là thấy sông nè, thấy không? Còn ở trên đây á, nhìn ra bên đây là thấy sông bên nhà Ngọc. Nên là những cái nhà trên cao này rất là mắc tiền. Cái giá là cỡ khoảng 800.000 đô một căn á, là cỡ khoảng 17 tỷ. Đó, người già mà nếu mà ở trong căn đó là toàn người già, già giàu không các bạn? Chứ không phải là già mà giống như con cái không có nuôi, ở trong đó có người vô lao dọn cái căn nhà cho mình rồi này kia, thức ăn thức uống rồi này kia, mà không có con cái để nuôi vậy đó, là mấy người già người ta ở đó đó, nó già có tiền á. Ồ, con chó kìa, ôi chó kìa, thôi đừng vô nhà người ta chị chay chay à. Hello chó cái đi, lại hửi hửi bông đó, hửi hửi. Con này là con rùa đó con. Con Nguyễn Thị Rùa. 1, 2, 3, 4. Con gì á? Có mấy con rùa con chỉ cho mẹ coi, có bao nhiêu con rùa con đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 3 con rùa đúng rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi, 3 con rùa. 1, 2, 3. Mẹ mày. À, con rùa mẹ đó hả? Là mẹ đó hả? Rồi ba đâu? Cháy đâu? Có cháy này. Rồi cháy đâu? Rùa. Mẹ, 3. Ừ. Nhìn thấy gì nó cũng chỉ mẹ ba nó, biết giết ba mẹ nó là thú vật rồi. Ủa bể rồi hả? Trời ơi, sao mấy con gùi bể ta, tội nghiệp gùa quá hả? Chó. Chó đâu? Chó bể. Gì bể, người ta đang ngồi im nó kêu người ta bể. 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 Không phải bé, cái đó là tượng gọi là cái gì? Tượng này gọi là tượng cái gì ta? À, cái gì? Mô phạt. Đúng rồi, mô phạt, đúng rồi đó. Cũng muốn hung mô phạt hả? Trời ơi, cũng muốn hung mô phạt. Rồi, vô hung mô phạt miếng đi. Đi đường nào, hung đường nào. Hung đường nào, vô hung mô phạt miếng cho cô chú coi coi. Bể rồi. Bể rồi hả? Hung mô phạt miếng. Sao sợ? Sao sợ mô phạt? Mô phạt đâu có gì đâu sợ. Có gì đâu sợ con. Con sợ mô phạt hả? Trốn, trời ơi, sợ một vật trốn. Trốn đâu? Trốn sau lưng mẹ hả? Trốn sau lưng mẹ hả? Hả? Một phẹt đâu có làm gì đâu, sợ. Con chỉ con lại, con chắp tay con lại phẹt đi. Con lại con chắp tay con lại một phẹt đi.
không mô phẹt miếng. Ôi đất ơi, không dai mô phẹt kìa, có thấy thương không? Trời đất ơi, thương má đi trong cái con gái của tôi á. Ôi, chịu không nổi chứ đâu. Ừ, mẹ đi với con. Trời ơi, lại hung dai mô phật miếng hung ma. Ngọc tưởng là nó sẽ hung mặt. Bye bye mô phật. Ngọc tưởng là nó sẽ hung mặt hoặc là hung đầu, mà ai ngờ nó hung ngay cái vai. Bởi vậy chịu không nổi luôn á. Chơi chơi làm trái tim của mẹ thổn thức quá chơi ơi. Trời ơi, mấy nhân vật này đang dẫn chó lại chơi với nhau. Chơi ơi, đi con. Đi con. À, mấy con chó đó kìa. Thôi mẹ sợ lắm, mẹ sợ mấy con chó đó lắm. Ừ. Ờ chú, đúng rồi, này chú. Hello. Hi. Ờ chó. Say hi. God bless you. Rồi đi đường này nè con. Ui, đằng kia có bà Su kìa. Bà Su kìa. Đi đi. Đi lại to see Cooper. You see Cooper? Come over and say hi to Cooper. À, chú này đang đứng đi, đang đi giao hàng pizza nè, mà không biết tìm địa chỉ nhà nè. Cú bờ kìa, cú bờ đang trước kìa. Nhà sau nhà mình, sau gần nhà mình. Màu green đúng rồi, con gì á? Màu green đúng rồi. Nhà mình nhiều người tên Su quá chơi hả? Sợ ghê ghê house hả? À, sợ nhà của ghê ghê hả? Dạ. Thôi chơi rồi, đi vô chơi rồi. Đi vô con. Đi vô, đi ngủ nè, tới giờ đi ngủ rồi nè. Ngủ ơi, ngủ 7 tiếng đồng hồ quay về. Rồi dậy. Đi, về đi rồi để mẹ làm video cho cô chú rồi. Để mẹ cho con ngủ rồi, mình làm video cô chú nha. Dạ. Edit xong đăng lên cho cô chú coi đúng giờ nha. À đúng rồi, đi về về lấy bà em, đúng rồi, vậy là nó buồn ngủ rồi đó. Trời ơi, bên đây nó ngủ tới 1 giờ trưa nó mới dậy đó. Mà nếu mà cứ để vậy đó, nó ngáp, nó ngủ tới ngáp. Mà thí dụ như mình cho chơi hoài là phải chơi được luôn á. Mà mình bắt ba lên ngủ là ba lên ngủ. Ê, cái anh đó kìa, anh chạy xe kìa. Con thấy không, nhà mình cũng có một chiếc xe giống vậy đó, mà con đâu biết chạy đâu. Con thấy anh đó chạy không? Hai. Con sao con gặp anh mà con không hai gì vậy chơi? Mình phải lịch sự, mình gặp người ta mình phải chào, mình phải mở miệng ra mình say hi chứ. Mặc dù mình có biết người ta hay không, nhưng mà mình lịch sự, mình làm cho cái vẻ mình thân thiện, hiểu không? Chứ mình gặp người ta mà cái miệng mình cứ im im câm câm, mình hai mắt mình nhìn nhau kỳ lắm con. Mở miệng ra mình chào nhau tiếng đâu có mất mát gì đâu. Mà mình cảm thấy lịch sự thân thiện. Trời, con mặt ngáp rồi, không chịu đợi đói không. Thôi vô đi ngủ nha. Đây rồi, ơi cái tướng là cái tướng này thấy là cái say gụ rồi đó. Đây, vô đây mẹ, cho đây mẹ nằm lên tay mẹ, mẹ cho đi ngủ. Rồi mẹ ra mẹ edit video cho cô chú. Ồ, cái anh đó anh đang vớt cá kìa. Thôi, mặt buồn ngủ rồi, thôi đi vô ngủ đi chị Hai ơi. Nhận mà nhìn mặt chị Hai em thấy em sầu đời quá. Đây. Rồi bây giờ thôi, cảm ơn cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Cô chú cho video chay một cái like, bấm luôn cái nút đăng ký để chay nhanh nhận được 200.000 người đăng ký kênh nha cô chú nha. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt cô chú nha. Trời ơi, xong mặt sau đời buồn ngủ rồi. Đi không nổi luôn. Đi con. Tôi nẹp em bá đi thôi á. Đi con. Ôi chào ơi, dạo một vòng mệt quá rồi. Đi ngủ đi, để cho ba học bài luôn. Rồi để mẹ giúp con nha. Rồi.